Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay bên shop lại giới thiệu các bác một loại hạt giống. Đây, đó là cải. Cải này cũng được gọi là nó sẽ có những cái tên khác nhau. Nên là có nơi thì gọi là cải rổ này, đó, cải rổ hoặc cải trời. Và có một cái tên nữa đó là cải ngồng thân bằng. Thế thì với cái giống này thì cái thân của nó sẽ rất là to các bác ạ. Người nhà của bên shop đã trồng rồi. Cái thân mấp rất là mập. Luôn cái thân này rất là mập luôn. Ăn rất là ngọt và ngon nha. Đó. Cả cái lá của nó ăn rất là ok. Thế thì một gói này, một gói này sẽ là được vào 2 gram. Đó. Hàng này là hãng của OP nha các bác nha. Đó, hãng OP. Nguyên bao bì như này từ Thái nha, nhập khẩu từ Thái luôn các bác. Cải ngồng thân mập hay còn gọi là cải rổ.